Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học lý thuyết và trả lời các câu hỏi bài tập bài 15 Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ, trang 150, sách giáo khoa địa lý 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Đi vào nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phần chính. Một nhỏ, phương thức khai thác các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững. Hai nhỏ, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ. Đi vào nội dung phần một nhỏ, phương thức khai thác các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững. Ở phần này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về khai thác tài nguyên đất, khai thác tài nguyên nước, khai thác tài nguyên khoáng sản và khai thác các tài nguyên khác. A nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu về khai thác tài nguyên đất. Bắc Mỹ có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ và đã được khai thác từ lâu để phát triển trồng trọt. Sản xuất nông nghiệp của Bắc Mỹ thì được tiến hành theo hướng chuyên canh ở trong các trang trại lớn. Tuy nhiên, do thời gian sử dụng lượng phân hóa học, nó làm cho đất đai ở khu vực này bị thoái hóa. Và trong những thời gian gần đây, các nước Bắc Mỹ đã áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại với các phương thức khai thác đa canh và luân canh, tăng cường sử dụng phân bón sinh học để giúp cho năng suất lao động được nâng cao, đồng thời cũng có thể bảo vệ và chống thoái hóa đất. Chuyển sang phần B nhỏ, khai thác tài nguyên nước. Bắc Mỹ thì có nguồn nước ngọt dồi dào từ các hệ thống sông, hồ lớn ở khu vực này. Và cái nguồn nước ở khu vực này thì được sử dụng trong rất nhiều các lĩnh vực kinh tế khác nhau, ví dụ như giao thông vận tải, phát triển thủy sản, thủy điện hay cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ đời sống của người dân. Và việc khai thác nguồn nước ở khu vực này nó đã làm cho nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm do việc khai thác quá mức và các cái chất thải từ các cái hoạt động sản xuất của con người. Chính vì vậy, cái việc bảo vệ nguồn nước sông hay hồ ở khu vực này cần được quan tâm và các nước Bắc Mỹ cần đề ra những quy định chặt chẽ về việc khai thác xả thải hay tiết kiệm nguồn nước ngọt trong sản xuất và sinh hoạt. C nhỏ, khai thác tài nguyên khoáng sản. Bắc Mỹ thì là một khu vực có nhiều tài nguyên khoáng sản với trữ lượng lớn, ví dụ như có than, sắt, đồng, vàng, uranium hay dầu mỏ, khí tự nhiên. Từ năm 1950, các cái hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực này đã tăng lên nhanh chóng và nhất là các cái hoạt động khai thác than, dầu mỏ hay khí tự nhiên. Chính vì vậy, các cái nguồn tài nguyên khoáng sản ở khu vực này đang dần bị cạn kiệt và các hoạt động khai thác thì gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay thì các nước ở khu vực Bắc Mỹ cũng đã tiến hành sử dụng các cái nguồn năng lượng sạch, các nguồn năng lượng tái tạo, ví dụ như năng lượng gió hay thủy triều để sử dụng thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch và điều này nó đã mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, cũng góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững. Cuối cùng chuyển sang phần D nhỏ, khai thác một số tài nguyên khác. Đầu tiên về tài nguyên sinh vật biển. Thì do vị trí tiếp giáp với cả các cái biển và đại dương lớn, chính vậy nguồn tài nguyên sinh vật ở Bắc Mỹ thì rất phong phú và đa dạng. Hàng năm thì có một lượng thủy hải sản lớn được đánh bắt để cung cấp cho con người phục vụ nhu cầu thực phẩm của người dân. Và việc đảm bảo sự phát triển của nguồn thủy hải sản, các nước Bắc Mỹ đã đưa ra những quy định rất chặt chẽ về thời gian đánh bắt, kích thước và một số loại, số lượng hải sản được đánh bắt cho mỗi phương tiện đánh bắt khác nhau. Tiếp theo về tài nguyên rừng, thì Bắc Mỹ có cái nguồn tài nguyên rừng rất phong phú và đa dạng, bao gồm rừng lá kim này, rừng hỗn hợp và rừng lá dốc. Một lượng gỗ lớn đã được khai thác để phục vụ cho các hoạt động như sản xuất giấy hay chế biến gỗ. Bên cạnh việc khai thác thì các quốc gia ở Bắc Mỹ cũng đã đưa ra rất nhiều những cái biện pháp để bảo vệ rừng, ví dụ như là ban hành luật bảo vệ rừng, quy định trồng mới rừng sau khi khai thác. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 1 trang 150 sách giáo khoa. Dựa vào các hình và thông tin trong bài, em hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên. Như ở nội dung phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về các nhóm tài nguyên như tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên khác. Và dựa vào nội dung phần 1 chúng ta có thể phân tích thứ nhất về khai thác tài nguyên đất.
Các đồng ở Bắc Mỹ có các cái đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ được khai thác để trồng trọt. Tuy nhiên, do cái thời gian sử dụng lượng phân hóa học rất lớn, nên đó đã làm cho đất đai ở khu vực này thì bị suy thoái nghiêm trọng. Và trong những năm gần đây, các nước ở Bắc Mỹ đã tiến hành áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại với các phương thức khai thác đa canh và luân canh, tăng cường sử dụng phân bón sinh học, giúp cho năng suất lao động được nâng cao và việc bảo vệ chống thoái hóa đất. Tiếp theo về tài nguyên nước, hiểu Bắc Mỹ có cái nguồn tài nguyên nước ngọt rất dồi dào từ các hệ thống sông hay hồ, và các nguồn nước này đã được sử dụng trong rất nhiều các lĩnh vực kinh tế như giao thông vận tải, phát triển thủy điện hay cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, phục vụ sinh hoạt hay nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Và nguồn nước ở khu vực này cũng đang bị ô nhiễm do việc khai thác quá mức hay những chất thải từ sản xuất. Và chính vì vậy thì các nước ở Bắc Mỹ cũng đã tiến hành thực hiện các biện pháp để bảo vệ nguồn nước sông, hồ. Và họ đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về xả thải, tiết kiệm nguồn nước ngọt trong sản xuất và sinh hoạt cũng được chú trọng. Một số các tài nguyên khác chúng ta có thể nhắc đến như tài nguyên sinh vật biển. Bắc Mỹ có đường bờ biển dài tiếp giáp với nhiều biển và đại dương lớn. Chính vì vậy thì khu vực này có nguồn tài nguyên sinh vật biển rất phong phú và đa dạng. Hàng năm thì một lượng thủy hải sản lớn được đánh bắt đáp ứng nhu cầu của người dân, và các nước Bắc Mỹ đã đưa ra những quy định rất chặt chẽ về thời gian đánh bắt, kích thước, số lượng hải sản được đánh bắt cho mỗi loại phương tiện cụ thể. Tiếp theo về tài nguyên rừng, Bắc Mỹ sở hữu tài nguyên rừng giàu có, nhưng thời gian dài rừng bị khai thác mạnh nên diện tích rừng đã bị suy giảm nhanh. Hiện nay, chính phủ các nước Bắc Mỹ đã đưa ra nhiều biện pháp quản lý và khai thác bền vững tài nguyên rừng như ban hành luật về rừng, quy định trồng mới rừng sau khi khai thác. Chuyển sang phần 2 nhỏ, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ. Ở Bắc Mỹ thì có rất nhiều những trung tâm kinh tế lớn và rất lớn, tập trung ở khu vực phía đông và đông bắc của Bắc Mỹ. Chúng ta có thể kể tên một số trung tâm, ví dụ như ở Boston, New York, Toronto. Và trong những năm gần đây thì các trung tâm kinh tế ở khu vực Bắc Mỹ xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía Nam, ví dụ như ở Houston hay khu vực phía Tây như Los Angeles. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 2 trong 152 sách giáo khoa. Quan sát hình 13.5, em hãy xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm. Thì nhìn vào hình 13.5 chúng ta có thể thấy rằng các trung tâm kinh tế người ta sẽ ký hiệu bằng những cái hình tròn màu đỏ, thì chúng ta có thể dựa vào bản đồ kể tên được một số các trung tâm quan trọng như sau. Đầu tiên ở khu vực ven phía tây, ở ven Thái Bình Dương, chúng ta có thể kể tên như Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles hay Las Vegas. Khu vực phía bắc có Edmonton hay Calgary. Khu vực phía đông ven Đại Tây Dương thì chúng ta có thể kể tên một số các trung tâm, ví dụ như New York, Toronto, Montreal, Chicago, Boston hay Detroit. Và khu vực phía nam thì chúng ta có thể kể tên đó là trung tâm Houston. Tiếp theo chúng ta có thể kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm dựa vào những cái ký hiệu ở trên bản đồ, thì chúng ta nhìn vào từng trung tâm và nhìn sang phần chú giải để có thể kể tên được. Và dưới đây là một số ví dụ của cô. Đầu tiên, chúng ta nhìn vào trung tâm Vancouver nằm ở khu vực ven Thái Bình Dương, có các ngành như chế biến nông lâm thủy sản, công nghệ thông tin hay tài chính. Hay tiếp theo chúng ta nhìn vào trung tâm ở phía nam của Vancouver, đó là Seattle. Chúng ta có những ngành như giáo dục và nghiên cứu khoa học, cơ khí, công nghệ thông tin hay truyền thông. Tiếp theo đó là San Francisco. Ở đây thì có rất nhiều các cái ngành kinh tế, chúng ta có thể kể tên như cơ khí, du lịch, giáo dục và nghiên cứu khoa học, thời trang hay truyền thông, tài chính. Tiếp theo, trung tâm có quy mô lớn nhất ở ven Thái Bình Dương, đó chính là Los Angeles, có các ngành như cơ khí, tài chính, truyền thông, thời trang, thương mại, công nghệ thông tin. Và tương tự như cái cách mà cô vừa xác định kể tên thì các em có thể quan sát và theo dõi một số gợi ý đối với những cái trung tâm kinh tế còn lại ở khu vực Bắc Mỹ như trên màn hình. Như vậy, cô và các em vừa cùng với nhau tìm hiểu xong nội dung của bài 15 về phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ.
Và ở bài này chúng ta đã đi vào hai nội dung chính: phương thức khai thác nguồn tài nguyên theo hướng bền vững và một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ. Ở nội dung phần 1 nhỏ, chúng ta đã đi vào tìm hiểu về khai thác tài nguyên đất và biết rằng đất ở khu vực Bắc Mỹ cũng đang bị thoái hóa do việc sử dụng các cái phân bón hóa học. Và ở các nước Bắc Mỹ, họ đang áp dụng các cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện đại, đa canh, luân canh để có thể nâng cao năng suất và cũng như là bảo vệ môi trường. Thứ hai, ở khai thác tài nguyên nước. Tài nguyên nước ở khu vực này cũng rất dồi dào và được phát triển trong nhiều ngành kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, nó đang bị ô nhiễm và chính vì vậy các nước Bắc Mỹ cũng đã đưa ra rất nhiều những cái quy định chặt chẽ về việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Thứ ba, đó là khai thác tài nguyên khoáng sản. Thì Bắc Mỹ cũng rất giàu tài nguyên khoáng sản và tuy nhiên thì việc mà khai thác tài nguyên khoáng sản nó cũng đang dẫn đến cái tình trạng cạn kiệt một số cái nhóm khoáng sản hay gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Và các nước Bắc Mỹ cũng đang tiến hành việc sử dụng các cái nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Và cuối cùng, cái nhóm khai thác tài nguyên khác thì chúng ta thường đề cập đến khai thác tài nguyên sinh vật và tài nguyên rừng. Ở phần 2, chúng ta tìm hiểu về các cái trung tâm kinh tế lớn và rất lớn ở khu vực Bắc Mỹ. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng trong những năm gần đây thì các trung tâm kinh tế ở Bắc Mỹ nó đã xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía Nam và khu vực phía Tây ven Thái Bình Dương. Hiện nội dung này thì các em chú ý theo dõi cái bản đồ về một số trung tâm kinh tế quan trọng Bắc Mỹ vào năm 2020. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần luyện tập với một số câu hỏi cuối bài như sau. Câu hỏi 1: Vì sao các hoạt động kinh tế ở Bắc Mỹ có hiệu quả cao về kinh tế và môi trường? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ căn cứ vào nội dung phần 1 nhỏ về phương thức khai thác các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững. Như vậy, các hoạt động kinh tế của Bắc Mỹ có hiệu quả cao về kinh tế và môi trường do: thứ nhất, con người có phương thức hợp lý trong khai thác tài nguyên, đất, nước, khoáng sản, sinh vật và rừng. Từ đó, kinh tế của Bắc Mỹ phát triển, trở thành khu vực kinh tế lớn và hiện đại hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó thì việc khai thác con người đi liền với bảo vệ tự nhiên, bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững. Câu hỏi số 2, em hãy tìm hiểu thông tin và giới thiệu với các bạn về một hoạt động sản xuất theo hướng phát triển bền vững ở Bắc Mỹ. Và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta có thể tìm kiếm những thông tin ở trên Internet và dưới đây là gợi ý của cô. Ngành kinh doanh thủy sản ở Bắc Mỹ được sản xuất theo hướng phát triển bền vững. Khảo sát kỹ nguồn cung cấp nguyên liệu thủy sản có phải từ khai thác hợp pháp hay không. Thông cáo lời cam kết về nguồn thực phẩm thủy sản từ nguồn nguyên liệu khai thác bền vững hoặc thực phẩm thủy sản có đủ điều kiện, giấy phép chứng nhận. Giảm việc buôn bán các loài khi xác định nguồn gốc nguyên liệu được sản xuất không theo biện pháp bền vững. Nguyễn Đạt Cô và các em đã học xong bài 15, phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ, sách giáo khoa địa lý 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.